I take you down, would you really hold me down and be your best friend? She just wanna hit me with a quickie by the pool, and I'm like, yes, ma'am. Well, you got me feeling for your body, you might turn me to a yes, man. Oh, yeah. 80 and a 40, I'm a nervous bitch, I'm flyer than your ex, man. We ain't gotta go outside. Two step in the rain. Wake up by my side. Don't care what you feel, baby. Oh, you're just my type. Oh, yeah, she know the deal like an old scripting. You ain't the first to really sell that shit. Champagne with the roof gone. Bump this jam back in Tucson. Think I got to get a move on. Never had much to lose, but you could do better with me in the middle of the road or the back of the Jeep. So, baby, let's not talk about it. But I gotta know. If I take you down, would you really hold me down and be your best friend? She just wanna hit me with a quickie by the pool, and I'm like, yes, ma'am. Well, you got me feeling for your body, you might turn me to a yes, man. Oh, yeah. 80 and a 40, I'm a nervous bitch, I'm flyer than your ex, man. Why you act so extra? Let me in your section, running through my mind. We got a connection. Back home ain't the same. Your pops drinking all the time. You just wanna get away. Come hop up in my ride. Two goofies on the run. Couple 40s in the backseat. Spirits in my lungs. Got my voice a little raspy. Turn me to a yes man. Before we do this, girl, I got a question. If I take you down, would you really hold me down and be your best friend? She just wanna hit me with a quickie. Quay được hả camera? Thôi thì Ngố Nguyễn em xin chào anh chị các bạn nha. Thường thì theo mọi cái clip mà mình giới thiệu xe đó thì mình sẽ chỉ giới thiệu về đường đi nước bước, sau đó là mình lại báo giá cho anh chị các bạn. À, tự nhiên hôm nay mình lại cầm trên tay cái bóp anh chị. Mọi người không biết là biết như thế nào không ta? Có thắc mắc không? Và cũng đừng nghĩ hôm nay là cái clip em đi mua xe nha. Thật chất thì đến rất là nhiều cửa hàng rồi, nhưng mà hôm nay mình đến với bên cửa hàng mới này. Mình thấy có một cái chiếc xe nó cực kỳ đẹp luôn anh chị. Mà mình á thì mình lại thích cái màu xanh. Kiểm tra có đủ tiền hay không mà mình tính quất luôn á, nhưng mà thật chắc là chưa đủ anh chị ơi. Để tí hỏi xem cửa hàng có trả góp được không thì mình tính cái việc đó nha. Còn ở đây thì mình lâu rồi, mình đến với một cửa hàng xe mới, mình thấy ấn tượng trong cái khu vực mà lễ bàn giao xe như thế này nè anh chị ha. Thì hôm nay là về bên cái cửa hàng là Thắng Phúc Tịnh anh chị nha, Thắng Phúc Tịnh. Thì trước tiên mình sẽ quay về cái khu vực lễ bàn giao xe. Thì bị ở đây em thấy rất là ấn tượng luôn anh chị. Nó đẹp, rất đẹp luôn. Mà chưa có đẹp nhiều đâu. Tí xíu anh chị mình vào bên trong, còn nhiều cái nó hấp dẫn hơn nữa. Còn giờ mời anh chị mình đến với đầu cửa hàng đi ha. Mình lên trên để mình có thể hướng dẫn sơ cái đường đi nè, hoặc là cho mọi người mình thấy về cái tổng thể bên cửa hàng, để anh chị mình từ xa đến mình có thể hình dung dễ dàng hơn nha. Rồi thì hiện tại Ngô Nguyễn em đang có mặt tại bên cửa hàng xe máy Thắng Phúc Tịnh anh chị nha. Thắng Phúc Tịnh 3, một cửa hàng rất là quy mô hoành tráng luôn, cực kỳ rộng luôn. Em nghĩ ở đây mà khách mà đến cả hàng trăm khách á thì vẫn có nơi để mà cho anh chị mình dựng đổ và tiếp xe tiếp khách luôn, rất rộng. Anh chị biết cái hướng bên phải em về đâu không? Bên phải em là đi về hướng của chợ Hội Nghĩa, còn bên trái của em bên hướng này mình sẽ đi về hướng của dòng xây Kim Hằng anh chị các bạn mình nha. Còn bây giờ thì thôi nhanh gấp thôi, vào bên trong gặp anh quản lý cửa hàng để anh sẽ hướng dẫn chi tiết báo giá xe cùng với anh em mình nha. Vào gấp thôi camera. Rồi đây, hôm nay cửa hàng này quá ưng ý luôn, quá đẹp luôn các bạn anh chị ơi. Mình đi hơi bị luồn lách tí nha các bạn, đẹp quá, gấp rồi. Ôi, em chào anh. À, chào anh. Dạ, dạ. Đầu tiên hôm nay mình đến với cửa hàng hấp dẫn quá anh ơi. Đầu tiên chắc em cũng nhờ anh giới thiệu về mình cũng như bên cửa hàng để các bạn anh chị được biết rồi cái địa chỉ mình đi anh ha. Sẵn sàng hỗ trợ anh. Thì mình là Mr. Nhiều. Dạ. Nhân viên bán xe của cửa hàng xe máy Thắng Phúc Tịnh 3. Dạ. Tòa lạc tại địa chỉ là tổ 4, khu 48, phường Nguyên Hưng, thị xã Tân Nguyên, Bình Dương. Dạ. Anh Nhiều ha. Dạ. Hôm nay thì em đến cửa hàng mình đó, thường mình đến với mỗi cửa hàng nào đó em sẽ thường là quay báo giá xe nhanh lắm. Mà hôm nay đến với cửa hàng mình em địa ở bên kia kìa. Đây anh em mình qua đây luôn cái được không? Được, được, được chứ. Đây các bạn anh chị mình qua đây luôn. Em á là cái phong thủy em là không phải màu xanh, mà em thích cái xe màu xanh thì quá trời luôn nè. Nó đẹp quá anh.
Nó là màu xanh mino đó, mới độ về 2-3 hôm nay đấy. Nó đẹp mà nó sáng gì đâu á. Thôi sẵn đây cho em hỏi về cái, nếu mà giờ em hôm nay không có tiền á anh, em có thể có cách nào để em bưng cái con xe này về không? À, cái trường hợp thì xe đó thì mình có thể là mua theo cái hình thức là không trả trước. Dạ. Thì để áp dụng cho theo những cái chương trình mới của bên chỗ cửa hàng. Dạ. Thì trong trường hợp này ví dụ như xe này thì có cái giá thành hiện tại là tầm khoảng là 54 triệu. Dạ. Là chưa bao gồm tiền biển số. Nếu như biển số mà ở huyện nữa thì bạn làm là trung bình là tầm 1,5 triệu. Dạ. Còn trong cái trường hợp bạn mà không trả trước, bạn là chỉ cần là mang theo căn cước công dân có gắn chip. Dạ. Thì phần còn lại cửa hàng sẽ tài trợ cho bạn một khoản tiền trả trước để bạn có thể ghim xe về. À, vậy là có thể em vẫn có cơ hội sở hữu con xe này nha anh chị, là cửa hàng có trả góp đúng không anh? Dạ dạ, có trả, có trả góp chứ. Thủ tục cũng như anh chia sẻ là chứng minh hay là cái căn cước công dân mình là dễ rồi. Dạ dạ. Quá dễ luôn. Thôi bây giờ chắc là mình sẽ tập trung qua vào xe. Con này mình tính sau anh chị ha. Biết cửa hàng có trả góp rồi đó. Còn cho em hỏi cái nữa về cái màu sắc này, chắc em nghĩ là nó độ lên như này chắc cũng phải có thêm chi phí đúng không anh? Dạ. Thì, thường thì những con xe này về thì nó có những cái màu zin của nó. Ví dụ màu đen, màu trắng hoặc là màu xanh của nó. Tuy nhiên cái màu xanh zin của nó thì nó tối hơn, nó không đẹp như thế này. Chắc chắn về, rồi. Tụi em độ lại sơn cho cái màu nó đẹp và bắt mắt hơn. Thì trung bình thì cái tiền sơn thì một xe vậy, nếu như bộ áo không thì tầm khoảng 1,5 triệu. Mà nếu như mâm này thì tầm khoảng là 800 ngàn thôi. Thì bạn là sở hữu được một cái con xe độ đẹp như thế này. Dạ. Mà một cái nữa em hỏi nữa này, bây giờ em sợ anh chạy nổi vô quá về mấy anh hỏi giao thông anh hỏi vô rồi cái cò vẹt em lỡ nó không đúng cái màu xanh vậy rồi sao? À, cái này thì anh cứ an tâm, không sao. Tại vì cái phần này là bên em là bao lo gì vấn đề là đổi màu. Tại vì khi tụi em là sơn á, tụi em cũng lựa những cái xe cái màu xin đó là màu xanh. Thì khi sơn lên thì nó sẽ thành có màu xanh khác, ví dụ màu xanh mino hay xanh chuối, xanh lục gì tùy theo cái sở thích của từng người. Thì cái này là cà vạt thì các em có thể bao cho anh là đúng theo cái màu sơn gốc rồi, của nó, không ảnh hưởng gì vấn đề cà vạt. Mình nói mình bỏ qua mà mình cứ hỏi nó hoài lỡ mê quá rồi anh em. Thôi giờ nhờ anh dẫn em với các bạn anh chị mình tham quan một vòng cửa hàng đi ha. Rồi, ok, cửa hàng có những cái xe nào có đặt đây. Giờ anh dẫn em với các bạn đi coi như thế nào nha. Đây là cái khu trưng bày của dòng Varo 160 hàng này thì mới về nha các bạn. Dòng này cũng nghe đâu hôm nay thấy cũng trên truyền thông cũng nhiều lắm nè anh chị, dòng Varo 160. Rồi bên dưới thì cái dòng này bây giờ em nghe nói cũng đắt giá nữa phải không anh, đang lên giá nữa phải không? Dạ, cái dòng này hiện tại lúc trước giá thành của nó thì nói chung tầm 4 mấy triệu thôi, 43-44 gì thôi. Thì bây giờ cái mẫu này là Varo 125 nó ngừng sản xuất rồi. Nên giá thành nó tăng đột biến, tăng ghê lắm. Và hiện tại thì xe mà chưa tính biển số là tầm khoảng là 53-54 triệu tùy theo màu. Mà nếu như biển số mà ở huyện nước bạn thì làm trung bình thì tầm 1,5 triệu. 1,5 triệu. Đây là dòng Varo 125, hàng nhập khẩu Kindo. Sẵn thì ảnh cũng báo giá cho anh em mình biết là Varo 125 hiện tại là khoảng tầm 53-54 ha. Dạ, tùy theo màu. Dạ rồi, 53-54 triệu là tùy theo màu. Dạ. Anh chị lưu ý đó là màu rin nha. Còn nếu mà mình sơn màu thì phải cộng thêm chi phí là 1,5 triệu như lúc nãy anh có chia sẻ và tư vấn cái chiếc Varo màu xanh xanh lá cây đó. Dạ dạ. Mày gọi như vậy đi ha. Còn nếu mà chẳng hạn như em thấy bên đây nè, anh nhờ camera có thể là li máy về bên đây, có một cái xe này. Hiện tại anh em mình đang đứng luôn và nó có thêm một cái cặp mâm này thì em biết là cặp mâm đồ chơi mình vô đúng không anh? À, đây là cái cặp mâm mà tụi em hay độ lên cho cái con xe nó bắt mắt và nó ấn tượng hơn dành cho những cái anh chị mà hay chơi xe đó. Thì khi chạy mà ở bên ngoài rất là sang và đẹp và cái sự phản xạ ánh sáng làm cho mình có sự thu hút hơn. Thường cặp mâm độ này thì trung bình nó tầm khoảng 2 triệu các bạn nha. Dạ rồi. Còn cặp mâm zin gốc nó thì nó màu đen. Còn này là cặp mâm độ tụi em độ lên. Và chắc chắn là mâm riêng của nó sẽ không ấn tượng vào mâm này rồi. Tất nhiên rồi. Em nãy giờ thắc mắc mà chưa hỏi, tôi sẵn ngồi đây hỏi luôn đi anh. Sao có cái thùng này là thùng gì nữa đây? À, cái phần này là cái chương trình mà quà tặng khuyến mãi bên chú em. Thì tất cả những khách hàng mua xe tại shop thì sẽ được tặng combo quà tặng. Thì trong đó là bao gồm là nón bảo hiểm, móc khóa, áo mưa, đồng hồ. Rồi song song đó mình tặng bia để về cho anh chị cứ xe luôn trong ngày. Nhiều khi anh em mình biết sao không các bạn? Mình chỉ vừa hé lộ sơ nhỏ thôi với mấy bạn mình cái tao tính mua xe, chiều nay tao có tao đi mua xe. Chưa gì là rủ mình rửa rồi. Có sẵn cho anh em về rửa luôn, khỏi cần phải tốn tiền thêm anh em ha. Thì bởi vậy mấy anh chị cứ an tâm mua bia mình, mua xe mình cho em là có bia về cho gửi xe đãi khách luôn, chứ sao mà sót được. Mà anh cho em hỏi cái nha, anh cho có chắc chắn với em là cái giá 53-54 triệu này xe mình lên mua là đúng với giá này không anh? Tại nhiều nơi họ bán họ nói
cái giá nó mà lên lại mua giá em sợ vậy. Cái, cái phần này thì anh cứ an tâm, thì giá xe bên chỗ em báo là tùy vào cái thời điểm của thị trường. Ví dụ tại thời điểm này em chốt thì anh chị đến luôn trong ngày hôm nay hoặc là ngày mai ngày mốt cái đó, giá vẫn như cũ 53-54 triệu. Mà trong trường hợp ví dụ 1-2 tuần sau thì giá này nó thay đổi tùy theo cái thị trường lên xuống. Mong anh chị lưu ý nha. Cái này mình phải theo dõi video thường xuyên và cập nhật giá thường xuyên thì mọi người mới biết được cái giá đúng ngay thời điểm mình mua anh chị nha. Còn bên đây em thấy có luôn cái dòng Satie, chắc là anh em mình sẽ báo ở đây luôn đi anh ha. Về Satie luôn. Đây là cái dòng mà giới trẻ hay rất yêu thích. Đây được gọi là dòng xe cao cao mà hay cái tụi nhỏ hay kiếu mà. Mình thì mình nói chung mà dân bán xe mình biết nó xe tay con, nhưng mà lâu dần rồi mấy thằng em đến mua xe cao cao. Gọi xe cao cao mình biết cũng quen miệng. Mà nhìn cái dáng của nó cũng giống cao cao mà anh, nên là anh em gọi đó cũng không có sai. Và Satie này thì hiện tại thì nó có nhiều màu, ví dụ như là trắng đỏ hay là đỏ nhám hay là xanh đen gì đó. Thì tùy theo cái sở thích của từng người. Thì giá xe mà chưa bao gồm tiền biển số là tầm 53.500.000. Cái này là Satie nhập chính hãng Việt Nam đúng không anh? Em thấy là nếu mà mình chơi xe chính hãng nó được một cái lợi là sẽ được nhà máy họ lo cho mình về cục máy trong phạm vi có thời gian bảo hành đúng không anh? Thì giá của nó là 53.500.000 đúng không anh? 53.500.000. Rồi 53.500.000. Cho em hỏi nếu mà anh em mà muốn mua cái dòng xe này tại cửa hàng của mình á thì mình trả góp anh. Mình trả trước tối thiểu là số tiền bao nhiêu anh ha? À, cái dòng xe này hiện tại thì bên ngân hàng rất là duyệt cái hồ sơ nó nhanh và nó dễ đậu. Thì xe này trung bình các bạn trả trước là từ 4-6 triệu. 4-6 triệu. Có thể sở hữu con xe này nha. Các anh chị. Anh em mình cố gắng nha, trả trước là 4-6 triệu đồng là mình có thể sở hữu con chiếc Satie như thế này. Mình phải gọi vui với nhau nó là ông vua tốc độ trong phân khúc luôn chị. Hầu như là mình không thấy con xe nào trong phân khúc 150 4 thì nha, không có con nào mạnh bằng con này hết. Trừ 2 thì thôi, mà 2 thì giờ này đâu có ai chơi nhiều đâu. Nếu mà dòng 150 anh chị nhé, ngoại trừ Sibo thôi. Rồi, đây anh em mình tiến sâu vô trong tí anh. Đây cũng này Raider phải không anh? Dạ, đây là dòng Raider, cũng là chính hãng của Việt Nam luôn anh chị nha. Thì em không biết giá hiện tại bên mình để ra bao nhiêu anh ha. Raider thì theo như màu xin thì nó có nhiều màu, xanh đen cam, rồi màu xanh đen, màu chung cũng đỏ. Đa dạng màu, mà đây cũng là một cái màu em nghĩ chắc là riêng biệt của cửa hàng mình nè đúng không? Dạ vâng, đây là màu xanh Monster đó, em mới lên màu cách đây mấy hôm xe mới về đấy. Thì hiện tại dòng Raider bên chú hàng cửa hàng thì có cái mức giá tầm 51 triệu, chưa bao gồm thì miễn số. Nếu cái dòng này em thấy là nó thấp tiền hơn con kia thì số tiền trả trước mình cũng ngang ngang đó không anh, hay là cũng hơn có dưới gì không? Dòng Raider này thì nói chung là cái này cũng bà con dòng hỏi với con Satie ở bên kia. Nhưng mà được cái là trả trước thấp hơn tầm 3 triệu là bạn có thể sở hữu ngay em nói rồi. Cái đó là mình nghĩ là dành cho những anh chị các bạn mà nợ tốt nè, nợ xấu không, nợ chưa có mua gấp lần nào hoặc là nợ tốt thì ok, còn nếu bây giờ nợ xấu thì sao mua? À, trong trường hợp mà nợ xấu thì anh chị cứ an tâm, tại bên chú em nó còn có một cái phần chương trình mới mà bên cửa hàng áp dụng, thì không biết là mấy anh chị có quan tâm và thích thú nó không. Đó là khi mà mấy anh chị mà mắc nợ xấu không mua góp được bên chỗ tất cả các hệ thống của ngân hàng thì bên em có luôn cái phần mà góp tại cửa hàng nha anh chị. Coi bộ nghe hấp dẫn nha, tại vì các bạn biết sao, thường trước đây á mà quên cho em hỏi câu đi mới nói được cho nó chắc ăn. Mình nợ xấu mà mình đưa trước có nhiều phần trăm không anh? Chứ nhiều khi anh hỗ trợ nợ xấu mà giờ chiếc xe, ví dụ chiếc xe 30 triệu anh kia trả 26-27 triệu thôi ráng mua luôn tiền mặt chứ mua nợ chi. Xấu thì thay vì tất cả những cửa hàng khác thì trả trước 70-80%, nhưng mà riêng bên cho em thì dao động từ 30-40%. Em là thấy anh chị có thể là sở hữu được xe máy. Em thấy hầu như anh góp nó chỉ hơn ngân hàng có tí xíu luôn á, không có nhiều luôn đó. Vậy là cơ hội anh em mình nợ xấu có thể sở hữu xe rất là cao rồi đúng không các bạn? Mình quan tâm về nợ xấu này, kết bạn gọi ngay về cửa hàng theo số điện thoại em đang hiện trên màn hình để được anh Nhiều tư vấn rõ ràng hơn anh ha. Xin nhắc lại số điện thoại các bạn có thể kết bạn Zalo là 0382616161. Dạ rồi, ok anh. Rồi, nợ xấu đưa trước 30-40% là anh em mua được xe mới luôn nha. Tuyệt vời. Rồi ok anh. Raider là 51 nè. Đúng anh, 51 đúng không? Hay 51 năm em quên rồi. 51 triệu. 51 còn triệu. Còn Satie là 53.500.000. Còn nếu mà Satie nhập tư nhân á, bên mình có không anh? À, Satie nhập tư nhân thì cái đó là hàng thì bên em có nhập về cùng với là Satie của Việt Nam chính hãng. Tuy nhiên thì mẫu đó rằng đây nó hút hàng qua bên em bán ra hết rồi. Thì hiện tại sắp tới có một cái lô hàng mới về. Thì em có đặt rồi. Thì trung bình thì tầm khoảng là 2 tuần sau hàng về. Dạ rồi, ok anh. Rồi, thôi anh em mình cứ tiếp tục với những cái dòng future mà em nghe nói là Honda dạo này là lên giá ghê lắm nha, không biết là giá chóng mặt luôn. Thật sự là như vậy.
và đặc biệt là những cái dòng xe Honda mà như là xe Vision nè anh chị, Future rồi này, hãng AB này kia, vài đôi không nói rồi, nó quá hot luôn rồi. Ví dụ như trước mắt mình là cái dòng Future đó, thì nhờ anh cho các bạn anh chị biết là giá Future bên mình hôm nay như thế nào đi anh. Dòng Future này thì em cũng giới thiệu sơ qua cho mấy anh chị nắm, thì nó có hai cái sản phẩm để mình lưu ý. Đó là cái phiên bản là bánh căm. Và một cái là phiên bản bánh mâm. Thì nó có nhiều màu để cho anh chị lựa chọn, ví dụ như màu trắng, màu xanh, màu đỏ, màu đen vậy đó. Hoặc là màu bạc chẳng hạn. Và song song đó thì mình cũng nhân tiện báo giá luôn cho anh chị nắm. Nếu như mà xe Future mà phim bánh căm như thế này thì hiện tại là bên cửa hàng có mức giá là 40 triệu chưa bao gồm tiền biển số nha. Đây như bạn thấy màu xanh đen, mình 40. Cũng có màu đỏ đen nữa nha. Nói chung là quan trọng là cho các bạn anh chị mình biết về cái giá của xe còn đó. Còn Future mà bánh mâm như thế này thì có cái mức giá là 42 triệu chưa bao gồm tiền biển số. Thì các anh chị nắm để mình chọn được những cái sản phẩm ưng ý. Vừa phù hợp với cái sở thích của mình mà mình chạy con xe nó tự tin hơn. Thì con này 42, con này cũng 42 luôn ha anh. Dạ vâng, hai con này là đồng giá với nhau. Đều là bánh mâm như nhau thôi. Chỉ có bánh căm thì nó rẻ hơn. 40 triệu. Em chịu nha chỗ này nha, tại vì thường á anh chị biết không, tâm lý khách hàng á, nói cả em đi, đừng nói ai, em khoái nhất màu trắng. Tâm lý nhiều cửa hàng họ biết màu trắng hot, màu trắng ít. Nhiều nơi họ bán 44, 45 á. Dạ. Mà trong khi nhiều khi họ bán con này chỉ có 42, 43 thôi, nhưng mà họ vẫn đôm lên triệu đến 2 triệu đồng. Tùy theo cái nơi nó áp dụng, thì lý do là nhầm khi cái màu đó nó hút hàng quá nó không có. Riêng bên chỗ cửa hàng em thì áp dụng là giống như nhau. Ví dụ anh chị mà thích cái dòng xe đó, cái màu đó thì cứ lấy, bên em vẫn bán đồng giá vậy, không có sự chênh lệch giống như các cửa hàng kia. Vậy là quá ok đúng không các bạn? Rồi, anh tư vấn luôn vấn đề trả góp của dòng xe Future giúp em nha. Dòng Future này thì xin nhắc lại luôn, nếu như mà các bạn lấy phiên bản mà bánh căm thì bạn trả trước hiện tại theo cái mốc là tầm 4 triệu là các bạn có thể sở hữu được em nó. Còn nếu như phiên bản bánh mâm ở đây đây thì các bạn có thể trả trước tầm 6 triệu là các bạn có thể sở hữu ngay một Future bánh mâm bất kỳ màu sắc nào mà các bạn yêu thích. Rồi ok hen, cứ là Future bánh mâm mình trả 6 triệu và bánh căm thì mình trả là 4 triệu, đó là số tiền tối thiểu. Còn anh chị các bạn mình có tiền nhiều hơn thì anh chị mình cứ cố gắng mình trả nhiều hơn đi anh ha. Hồ sơ mình thì mình trả nhiều hơn mình dễ việc nè. Và trước mắt một cái anh chị biết gì không, mình trả nhiều hơn thì chắc chắn mình vay lợi ít hơn, thì thời gian mình trả nó phải ngắn hơn, kéo theo tiền lãi mình nó cũng phải ít hơn, khỏe cho mình mỗi tháng anh chị, không có lo suy nghĩ nhiều anh nha. Anh chị có thể trả trước từ 40-50% là nhận luôn cặp về gốc nha, cặp về gốc anh chị giữ luôn nha. Ok anh. Rồi anh nhờ camera quay hết những cái màu ở đây của Future cho anh chị các bạn mình theo dõi đi em. Đây Future ha, đầy đủ màu luôn. Nãy giờ nói như vậy thôi, mình dụ đi lẹ cái hàng này đã đến đây nè. Mình nha các bạn, mình đang rất là đam mê con tay luôn, thì mình cũng tin rằng kênh Ngố Nguyễn của mình rất là nhiều anh em đam mê con tay đúng không? Nên là thôi bây giờ thì chuẩn bị tới nguyên cục của nhà con tay luôn, báo giá từng dòng cho anh em mình tham khảo nha. Đây là xe Toyota 155 đúng không anh? Đúng rồi đó anh, đây là dòng Ad 155. Ở đây thì em thấy là màu sơn 3D có nè, và màu green có luôn. Thì chắc là mình sẽ quay con này, nó là màu sơn 3D, nhưng mà em sẽ nhờ anh nhiều ha, anh sẽ báo giá cho em cái Exeter 155 màu green mà bản chìa khóa đó anh, bản thấp tiền nhất á. Là nó bao nhiêu anh ha? Con màu đỏ đó đúng không? Đây. Như anh chị thấy đây, đây là cái con Exeter 155. Exeter 155. Anh cứ báo cho em cái bản chìa khóa đi, ở đây thì mình là khóa mắt cây là như anh báo em cái bản chìa khóa đi ha. Là bao nhiêu anh? Hiện tại bản chìa khóa của Exeter 155 có mức giá thì tầm là 46.500, chưa bao gồm tiền biển số. Và nó có hai màu cơ bản để cho mình lựa chọn, đó là màu đen bạc và màu đỏ bạc. Thì tuy nhiên thì sau này cái nhà máy sản xuất rồi còn sản xuất một cái màu mới nữa. Đó là cái màu mà màu gọi là vàng bạc. Cũng là chìa khóa tiêu chuẩn và mức giá nó cũng tương tự. 46.500. 46.500. Nếu mà trả góp thì như thế nào anh? Dòng xe này xin bật mí cho bạn, các bạn có thể trả trước thấp nhất là tầm 2 triệu là sau ngay con Exeter 155 phiên bản chìa khóa nha. Ok anh chị nha, bây giờ mình cầm trong tay một chiếc xe gần 50 triệu đồng thì mình cũng cố gắng anh chị ha, có 2 triệu nó cũng không nhầm nhò gì so với số tiền của chiếc xe. Nhiều anh em muốn mình trả góp không đồng thì có thể là người ta hỗ trợ mình dễ chứ không khó đâu, nhưng mà về cái việc nộp hồ sơ thì đó nó sẽ khó hơn là khi mình trả trước rồi. Dù gì mình có một số tiền tương ứng trước, mình đưa cho mọi người, đưa cho bên ngân hàng trước thì họ cũng tin tưởng mình hơn. Khi mà mình mua trả góp á, các bạn trả trước ít nhất là một khoản tiền nhỏ thì hồ sơ của mình sẽ dễ đậu hơn. Rồi ok anh, thì 46.500 cho bản chìa khóa. Còn ở đây là những cái bản như Maskey nè, bản đen nhám nè, đỏ nhám như này, khóa Maskey bao nhiêu anh? Bản Maskey này thì nó phân ra hai mục là phiên bản cao cấp thì có mức giá là tầm khoảng là
47.500.000, và phiên bản giới hạn là tầm khoảng là 49 triệu. Có 49 thôi hả anh? Phiên bản giới hạn. Em nghĩ rằng giá này rất là rẻ so với rất là nhiều cửa hàng trên kênh mình luôn đó nha. Nên là anh em nào đang quan tâm có thể là nhấc máy lên alo ngay ngay và gấp luôn về cho bên Thắng Phúc Tình Ba anh chị nha. Theo số điện thoại là 0382 616161. Anh em yên tâm, Mr. Nhiều sẽ hỗ trợ sẵn sàng tư vấn cho các bạn. Anh em yên tâm là số nó không lạc ở đâu á, tại nó đang hiện trong màn hình các bạn rồi. Nhấc máy lên alo liền anh chị nha. Và nếu mà các bạn còn thắc mắc thêm một chi tiết nào nữa thì cũng mạnh dạn nha. Còn ở đây chẳng hạn như các bạn xanh GB mà mẫu mới của 2022 anh, thì giá nó như thế nào đây? À, màu xanh GB của mẫu mới 2022, đây là cái tem mới và mẫu nó cũng mới. Tuy nhiên nó chỉ thay đổi một chút lạ so với cái mẫu cũ 2021 thôi, với là cái tem. Và còn về giá thì nó cũng xem giống như phiên bản giới hạn thôi. Là có mức giá tầm khoảng là 49 triệu. 49 triệu anh chị nha. Để các bạn đưa ra nhiều cái sự lựa chọn để mình chọn một cái màu sắc mà phù hợp với cái sở thích của mình. Còn ngoài ra thì bên cửa hàng mình có thêm những cái chi tiết nhỏ, những cái phụ kiện nhỏ thì ở đây mình nghĩ là cũng không đáng bao nhiêu tiền. Anh em thích thì mình có thể lựa chọn những phiên bản này, mình chi tiêu một số tiền cực kỳ là nhỏ so với chiếc xe nữa anh chị nha. Nếu mình không thích thì mình lựa chọn những phiên bản riêng như bên đây, nó có sẵn hai con cho anh em mình dễ dàng so sánh luôn. Một con riêng hoàn toàn và một con lên những cái Oppo, những cái đường mã rôm á, thì anh chị mình thích cái con nào lấy con đó. Chắc chắn con nào lên đồ chơi thì mình phải tính thêm cái chi phí đồ chơi đúng không anh? Dạ rồi. Còn bây giờ anh em mình lên đây luôn ha. Em thấy cái dòng này nè, nó cũng không có khác gì Rider với Safir, cũng được anh em lựa chọn rất là nhiều, đặc biệt là anh em miền Tây chuộng lắm. À, dòng Sunnis nhập khẩu, đây là mấy bạn choi hay thích những dòng như thế này nè, ngang ngửa với Sachi đấy. Dạ. Dòng này thì cũng được nhập khẩu 100% là từ Indo về. Và con này em thấy là cửa hàng đã được sơn màu. Và cái điểm nhấn mạnh hơn nữa đó là nguyên cái cặp bánh căm đúng không anh, xuống bánh chỉ đó. Đúng rồi, xuống bánh chỉ chạy rất là đẹp. Dạ. Đẹp nhà xe, đề nhanh hơn anh chị hen. Giờ chẳng hạn như có anh chị một chiếc xe bánh nó nhẹ vậy với chiếc xe mà bánh riêng nó nặng, giờ mình đang gần xanh đỏ đâu tự nhiên có chiếc riêng lên mình đây bánh nhẹ hơn, mình chở ghệ mình chạy cho nó nhanh hơn, mình cũng đỡ mặt hơn tí đúng không? Nói vui như vậy anh chị nha. Nhưng mà hiện tại là cửa hàng có đồ sẵn cho mình, thì về những cái chi phí độ này chắc chắn là phải liên hệ với nhiều đi để cho chính xác nhất, và nó cũng giảm thiểu cái video thời gian mình nó đỡ dài, anh em đỡ chán anh ha. Mình giải đáp luôn hai phần cho các bạn. Thứ nhất là đây là con xe mà 3D mình độ lên, bộ áo của nó được gọi là vàng đen. Cái cà vẹt thì khi mà mình làm ra mình chỉnh màu luôn cho các bạn là màu vàng đen đúng theo cái màu xe của nó. Tránh trường hợp là giao thông mắc kẹt, mình hỏi thế này thế nọ kia không đúng màu. Còn đây là cái phiên bản mà bánh chỉ mà mình hạ xuống để cho những cái bạn mà hay chơi xe có một cái sở thích, họa chí đam mê của họ. Thì trung bình khi mà hạ xuống bánh chỉ như thế này thì các bạn lấy một cặp thì giá trung bình nó là tầm 2 triệu. Còn khi mình sơn bộ áo này đây, mình sơn bộ áo để mình đổi qua, ví dụ như là mình có thể là sơn những cái màu khác, nhưng mà tùy theo cái nhu cầu sở thích của từng người. Nhưng mà riêng bên em thấy cái thị trường đang hot màu vàng đen như thế này, thì bên em sơn lên thì bộ áo trung bình là tầm 2 triệu. Còn giá gốc của Sunnis hiện tại chưa bao gồm tiền biển số là tầm khoảng là 51 triệu các bạn nha. 51 triệu anh chị nha. Ô, Sunnis bao nhiêu chứ anh? À, 51 hay là xin lỗi các bạn, mình nhầm với Rider, tại nó hao giống mẫu quá. Nó là 61 triệu. 61 triệu của dòng Sunnis nha các bạn. Ok anh, 51 là em giật mình nha. Còn riêng màu trắng đỏ bên kia thì có mức giá tầm 63 triệu, trắng đỏ màu đỏ phiên bản Racing. Rồi nói chung thì giá cả là như vậy. Anh chị mình có thể tham khảo rất là nhiều video khác trên mạng, họ có thể báo rẻ hơn rất là nhiều, nhưng mà mọi người anh chị mình lưu ý nha. Khi đến cửa hàng họ có thể là cộng thêm những cái chi phí gì đó thì mình không biết, chi phí lên tăng tinh nên nó rất là nhiều. Còn ở đây anh em mình bảo là bao gồm thuế VAT này kia đầy đủ, báo giá bao gồm thuế VAT luôn nha các bạn. Có thể giá này mình xuất hóa đơn anh chị mình tự về đã tên là vẫn được đúng không anh? Ok anh. Anh sẽ nhờ camera mình lướt sơ về cái hàng Exciter 155 bên kia thôi, tại vì anh em mình đã báo giá rồi, chủ yếu cho mọi người tham khảo những cái mẫu ha. Rồi sau đó có hai chiếc Rider và Satria ở bên dưới camera luôn, mình sẽ quay hết cho mọi người tham khảo mẫu rồi mình về bên đây lại nha. Rồi mình qua đây luôn, là bây giờ mình tới dòng 150 nè các bạn. Đây dòng 150 cũng có những cái chiếc xe màu xanh như thế này cực kỳ là nổi luôn. Rất là phản màu anh chị nha, rất đẹp, màu xanh chuối, màu xanh lá hay là màu xanh miner nó luôn đấy các bạn, có đủ nha anh chị. Đầu tiên em sẽ nhờ anh nhiều cho em với các bạn được biết, nếu như mẹ Exciter 150 màu riêng nguyên bản của nhà máy sản xuất ra thì bên mình để là giá bao nhiêu anh? Exciter 150 này em xin giới thiệu với các anh chị là nó có nhiều cái phiên bản. Mà phiên bản mà mình giới thiệu là thấp nhất đó là phiên bản GC và có mức giá tầm 46 triệu, chưa bao gồm tiền biển số. Còn phiên bản giới hạn đây là cái màu xanh như này được gọi là phiên bản giới hạn. Nó có 4 tông màu để mình đưa ra lựa chọn thì có mức giá là tầm 47 triệu. Dạ, 47 triệu.
nó trên nhau chỉ có 1 triệu đồng thôi anh ha. Dạ dạ. 1 triệu đồng này nó chỉ khác nhau mỗi cái dàn áo, nó là màu sơn riêng của hãng anh chị nha. Còn ngoài ra tất cả mọi thứ trên xe đều như nhau cả. Còn những cái phiên bản mà độ màu 3D thì anh chị các bạn lưu ý là mình cộng thêm 1,5 triệu đúng không anh? Dạ dạ. Dạ 1,5 triệu. Còn ngoài ra có những cái chi tiết như là tay thắng nè, bao tay hay là những cái đầu để chân kiểu như vậy thì cửa hàng đã đổ sẵn cho anh em rồi, thì mình cộng thêm những cái chi phí đó nữa là xong. Và đặc biệt cái dòng 150 này khi mà mua trợ góp anh tư vấn giúp em coi nếu mà số tiền tối thiểu đưa trước là bao nhiêu anh nhỉ? Dòng Exciter 150 hiện tại các bạn cần trả trước thấp nhất cái mốc là tầm từ 4 đến 6 triệu. Dạ, hồ sơ mình được duyệt thành công dễ đầu hơn. Dạ, rồi ok anh. Anh em mình lại lên đây nha. Có một cái chiếc Rider nè. Rider này được sơn với màu xám xi măng nè anh chị. Xám xi măng, rồi bên đây là Satia. Satia thì được sơn với là cái màu đỏ đen. Rồi, nãy giờ anh em mình đã báo giá mà chủ yếu quay mẫu này cho anh chị mình theo dõi nha. Và bên đây mình có cái dòng R15B3 nè. Đây là cái dòng mô tô trong phân khúc 150. Nó là một cái dòng xe mà anh em chơi xe hay gọi là nhiều thị phi nhất anh em. Nó rất là nổi luôn. Thì em không biết là dòng R15B3 này bên cửa hàng mình để giá bao nhiêu anh? R15V3 này hiện tại như màn hình các bạn thấy đó thì nó có hai cái tông màu cơ bản, đó là đen và màu xanh ghi bi. Thì có mức giá là tầm 70 triệu chứ bao gồm tiền mỹ số các bạn nha. Dạ. 70 triệu đã bao gồm tất cả các loại thuế của bên người bán rồi anh chị nha. Anh chị mình chỉ còn tiền biển số và thuế trước bạ, đó là thuộc về của người mua. Đó thì mình gọi là mình ở đâu thì mình tính tiền biển số ở đó. Anh chị muốn biết thì mình cứ kết bạn gọi về cửa hàng theo số trên màn hình giúp em nha anh chị ha. Rồi mình lại qua đây đi anh. Và đó là cửa hàng mình cũng chăm chút cho các bạn, những anh em chơi xe quá nha. Về những cái dòng côn tay không luôn nè, màu sơn màu nữa. Đây em là dòng côn tay đa dạng nhiều sản phẩm lắm anh. Để cho khách hàng đưa ra nhiều cái sự lựa chọn hơn. Cứ như lúc nãy anh chia sẻ là cái dàn áo mình tính 1 triệu. Dạ, dàn áo là 1 triệu rưỡi. Dạ, cặp mâm của mình là tầm 800 cho mình sơn. Ok anh. Ở đây thì mình có màu xanh nè và màu hồng mạnh mẽ cho những em là mạnh mẽ ha, của anh chơi là một tiếng mộng mơ cho anh em là trung thủy ha. Rồi còn ở đây thì mình có một cặp AB 150. Cái dòng này phải nói là mình đích thân mình đang sở hữu, mình đang sử dụng, nên là mình chia sẻ với các bạn là chạy cực kỳ là đáng đồng tiền bát gạo mình bỏ ra luôn. Rất là ngon mà tăng tốc này kia mọi thứ nó sướng lắm anh, nên là những em nghĩ là dòng AB này nó sẽ chiếm một số lượng ít của những anh chị mà giới trẻ. Còn nếu mà những anh, những chú, những chị tầm trung tuổi đó lên thì họ chủ rất là nhiều. Khi hướng về gia đình thì chủ rất là nhiều. Dạ. Nên là anh chị cô chú nào thích những cái mẫu này có thể kết bạn liên hệ với cửa hàng để mình có một cái giá ưu đãi nhất anh chị ha. Còn bây giờ thì nhờ anh chia sẻ và cho mọi người biết cái giá AB 150 này thì mình có hai phiên bản nha các bạn. Màu đặc biệt của nó là màu xanh xám, xám đen. Thì và các màu tiêu chuẩn của nó là có đen bạc, đỏ bạc, màu xám. Tuy nhiên thì cái giá của nó hiện tại thì đây là một cái sản phẩm của Honda. Nó tăng giá so với trước trung bình thì tầm 4-5 triệu. Chứ giai đoạn trước thì nó không tới tầm giá này. Và hiện tại giá xe mà chưa bao gồm tiền mỹ số là tầm 59.500 các bạn nha. Và còn dòng đặc biệt mà xanh xám đen thì nó trên là tầm khoảng 2 triệu. Dạ, 61 anh ha. Dạ. Em nghĩ giá này nó cũng tốt hơn thị trường một tí xíu so với một vài nơi. Nên là giá này em thấy là hoàn toàn là hợp lý anh chị nha. Trước đây thì AB nó không đánh giá này đâu, nhưng mà hiện tại là nó có thể vượt cái giá này rất là nhiều nữa anh chị. Honda bây giờ đang hot lắm. Nên là anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ cửa hàng sớm để lựa chọn xe ý nha. Nhiều người, nhiều anh chị có thể là tâm lý mình cứ chờ những cái giá nó đi xuống thì có thể đó, nhưng mà khoảng thời gian đó là mình đã dập tắt cái ngọn lửa đam mê của mình luôn rồi. Đó là mình cứ tranh thủ anh em nha. Và một cái dòng xe mà cực kỳ hot của Honda chắc là em nghĩ ở đây. Vision. Vision. Dòng này là quá hot luôn anh chị à. Thì hiện tại nếu như mà Vision phiên bản mà tiêu chuẩn anh, phiên bản tiêu chuẩn bản chìa khóa đó, thì bên cửa hàng mình bán giá ra là bao nhiêu? Dòng Vision này hiện tại thì nó có nhiều phiên bản. Phiên bản tiêu chuẩn, cao cấp đặc biệt và cá tính. Thì dòng tiêu chuẩn là bên em cực kỳ hot, hầu như về xe nào là bán cái xe đó. Thì hiện tại là có cái mức giá là 42.500 chưa bao gồm tiền biển số. Còn nếu như bạn mà lấy theo cái phiên bản khóa Smart Key như thế này thì bản cao cấp phiên đó. Bản cao cấp thì nó có hai cái tông màu để mình lựa chọn, đó là xanh đen và đỏ đen. Thì giá mình đâu đó xong xuôi thì nó có cái mức giá là tầm 46 triệu. Còn nếu như phiên bản đặc biệt như thế này thì trên là tầm 1 triệu thôi nha, là 47. Và sau cùng là phiên bản cá tính. Phiên bản cá tính thì hiện tại có mức giá là tầm khoảng là 48.500. Cái này cao nhất trong tất cả các phiên bản. Bên cửa hàng mình đã bao gồm thuế VAT này kia hết rồi đúng không anh? Dạ rồi anh, đã bao gồm phí và các khoản phí thuế VAT. Tuy nhiên thì biển số của mình thì nếu như mình làm biển số huyện thì trung bình tầm 1,5 triệu trở lại thôi các bạn nha. Rồi thì mọi người anh chị mình có thể là liên hệ cửa hàng về cái việc biển số để cho cái số tiền chính xác nhất anh chị ha. Tại vì
nếu như mà khu vực huyện nó là rẻ nhất, còn nếu khu vực thành phố mà thuộc trung ương, ví dụ như thành phố của Hồ Chí Minh với Hà Nội mà mình đi so với huyện thì chắc là hai cái chiều hướng cực kỳ là khác nhau. Hai chiều hướng khác nhau. Và nó sẽ có thêm là cái thành phố thuộc tỉnh nữa và một cái gọi là thị xã nữa, nên là về cái việc mà biển số nó nói chung là rất là rườm rà về giá cả. Nhưng mà mọi người muốn chính xác thì mình đã có ý định mua xe mà, gần ngày chi một cú điện thoại hay một cái tin nhắn Zalo theo số trên màn hình anh chị nha. Rồi còn ở đây là Vario 125 thì nãy giờ khoảng thời gian anh em mình tham khảo xe cũng khá dài, nên em sẽ nhờ anh nhiều báo lại dòng Vario 125 cho mọi người biết anh ha. À, dòng xe Vario 125 này thì lúc ban đầu mình có báo giá cho các bạn, nếu xe màu xin của nó thì có mức giá tầm 53 đến 54 triệu tùy theo màu. Dạ. Đây, còn như bạn thấy nó một số trường hợp thì mình độ màu lên, mình muốn màu như thế này, thì khi mà mình làm cà vẹt thì mình chỉnh luôn cái màu, mà chuyển qua là màu xanh vàng cho nó phù hợp. Em thắc mắc là một cái bộ dàn nhựa khác màu như thế này mình thêm bao nhiêu tiền nữa anh? À, một bộ mũ màu như thế này thì các bạn thêm vào thì tầm 2 triệu các bạn nha. 2 triệu, rồi dạ. Ok anh. Rồi, camera quay hết màu cho anh chị theo dõi nha. Và xuống đây thì một cái dòng mô tô khác, nó trong cái phân khúc của R15V3 luôn. Đó là dòng GTX-R anh chị nha. GTX nhưng mà nó là R, bản Sport Bike. Nó là thuần Sport luôn nha anh chị ha. Rồi. Con này GTX rồi, hiện tại là bên mình để giá bao nhiêu đây nhiêu? Đây là dòng mô tô được những anh chị mà đam mê xe rất là thích. Và nó có nhiều màu, màu đỏ, màu vàng, màu xanh. Và hiện tại có mức giá là tầm 67 triệu. Quý anh chị nào mà có đam mê sẽ thích cái dòng mô tô này thì có thể trả trước thấp nhất là tầm 15 triệu là mình có thể sở hữu ngay được em nói nha. Dạ rồi, 67. Còn đây một cái dòng xe mình dùng từ cho nó anh em mình vui với nhau là nó tuyệt chủng rồi đó anh em ạ. À. Việt Nam nó cũng tuyệt chủng, Indo nó cũng đã tuyệt chủng luôn rồi. Đó là dòng Winner, hay còn nếu mà gửi thị trường Indo nó sẽ gọi là GTR. Dạ. Thì đây. Hiện tại là mình thấy là số lượng hiếm hoi ở bên cửa hàng nha. Thì con này là bản GTR V2. V2 nó sẽ khác V1 của Indo, nó cũng chỉ là nó thêm một cái màn hình LED ở đây. Nói chung là y như BMW mua hàng Sonic ở đây vậy anh em. Thì không biết là bên cửa hàng để giá bao nhiêu đây anh? À, đây là một cái sản phẩm khan hiếm thì bên chúng em cũng may mắn ở chỗ là có cái lô xe này về. Thì anh chị nào có dòng đam mê mà Winner giai đoạn trước V1 thì không nên bỏ qua cái dòng V2 này. Và hiện tại có mức giá là tầm khoảng là 55 triệu anh chị nhé. Chưa bao gồm tiền biển số. Hợp lý nha anh em nha, 55 triệu mình thấy giá cũng rất là tốt. Rồi, có hai màu, camera quay cho chị theo dõi nha. Sau đó mình sẽ tới cái dòng Winner X, dùng từ chính xác hơn là Winner X V2. Tại bây giờ dòng V3 đã ra rồi. Bây giờ đây là dòng V2. À, một cái dòng xe mà thật sự các bạn luôn, mình là bản thân người sử dụng rất là nhiều đời Winner X rồi, thì mình sử dụng nó để đi đường dài nên là mình đổi rất là nhiều xe. Khẳng định với chị các bạn luôn, Winner X nếu dành cho những anh em mà đam mê công tay, xứng đáng từng đồng tiền mình bỏ ra luôn anh chị, không tiếc không có hạn một tí xíu nào về dòng Winner X cả. Thì Winner X V2 nó cũng sẽ có hai phiên bản, thắng thường và thắng ABS. Đúng thì rồi, trước mắt các bạn đây là bản ABS của V2, thì không biết là giá nó bao nhiêu đây. À, dòng ABS của V2 hiện tại là có mức giá tầm 44 triệu và xe này là các bạn có thể không trả trước. Và nếu như có điều kiện thì trả trước 1-2 triệu càng tốt cho hồ sơ mình dễ duyệt thành công các bạn dạ nha. Dạ rồi. Winner V2 là 41. Còn nếu Winner V2 mà thắng thường nè, cái này gọi thắng thường chứ không phải là gọi CBS đâu nha các bạn lưu ý nha. Anh em lâu lâu nói chuyện thì nói vui nói nhau rồi CBS thì chứ nó là thắng thường. Thì bao nhiêu đây anh? Nếu như mà mình lấy thắng thường thì có mức giá là tầm khoảng 39 triệu các bạn nha. Dạ, và xe dòng xe này các bạn có thể là không trả trước và trả trước 1-2 triệu gì cũng được cho hồ sơ nó dễ duyệt. Dạ rồi, còn sơn màu thì anh chị mình lưu ý nha, như lúc nãy anh em mình chia sẻ rồi, cứ cộng tiền lên thêm nha. Rồi, đó là 39 và 41 cho Winner V2. Còn nếu V3 thì bên cửa hàng mình em không biết là có về không anh? À, V3. Có, bên em V3 có về cùng để cho có nhiều cái sản phẩm đa dạng tháng năm ở ngoài trước ấy. Dạ rồi, vậy tí xíu anh em mình sẽ về đó để mà quay cho mọi người tham dõi ha. Còn đây là cái dòng Vario lúc đầu anh em cũng đã quay sơ rồi. Còn bây giờ thì mình sẽ tới dòng cực kỳ hot thời gian gần đây, đó là Vario 160. Nó cũng gọi là phá cách hơn tí xíu. Nó cũng thay đổi ngoại hình ngoạn mục luôn. Nó to hơn, nó hầm hố và nó bự hơn. Đặc biệt là máy nó mạnh hơn anh chị nha. Rồi thì 160 này em cũng biết là nó có bản thắng CBS và thắng ABS. Thì đầu tiên đây là cái bản CBS nha anh. Anh nhờ anh cho mọi người biết giá đi anh ha. Rồi, đây là Vario 160 thắng CBS. Vì hiện tại là có mức giá là tầm khoảng là 56 triệu 500. Dạ. Còn nếu như bạn mà lấy thắng ABS đặc biệt thì trên là tầm 10 triệu nha, tức là 66 triệu 500, để cho quý anh chị có thể đưa ra nhiều cái sự lựa chọn. 565 và 66 năm đây các bạn ơi. Và nói chung là hôm nay anh em mà đi theo dõi kênh YouTube Ngô Nguyễn rồi chỉ biết là Vario 160 là nó chỉ có, nếu mà màu riêng á anh chị chỉ biết được cái màu đen nhám và màu đen bóng thôi,
Qua đây là có một cái màu trắng nhám lần đầu tiên xuất hiện trên kênh mình luôn. Rất là đẹp anh chị ha. Rồi, mà nếu chẳng hạn mấy con này em chưa thấy độ màu nè, chỉ có con bên kia. Các bạn có những cái độ màu theo ý thích của mình, không biết là bên mình có hỗ trợ cái vấn đề đó không? Dạ có chứ anh. Tại vì bên em tùy theo cái nhu cầu của khách hàng. Ví dụ họ thích màu xanh, màu tím titan hay màu đỏ candy hay là xanh lục bảo gì đó thì bên em sẵn sàng là độ màu luôn theo cái nhu cầu của khách hàng. Thì trung bình là tầm 3 ngày là cái màu xe mới mình về là khách hàng có thể nhận xe. Dạ rồi, ok nha. Thì có một cái màu sơn 3D ở đây là màu vàng trắng, anh nhờ camera quay cho mọi người anh chị mình theo dõi nha. Màu rất là đẹp. Thì em thấy ở đây là cái dàn áo này nó to quá, em không biết là chi phí độ màu có giống mấy kiều mà. À, chi phí độ màu thì bên cửa hàng là tính giống như tất cả những cái dòng xe khác. Rồi bên em sơn thì bộ áo như thế này thì trung bình của nó là 2 triệu. 2 triệu ha. Dạ, dạ rồi. Còn cái mâm thì mình vẫn là 800 như bình thường đúng không? Dạ dạ. Dạ rồi. Ok, bây giờ mình sẽ lại tiếp tục. Bên đây là dòng phải gọi là anh cả trong cái nhà tay ga phân khúc bằng lái A1 rồi. Không có thằng nào mà đắt tiền hơn này trong phân khúc bằng lái A1 cả anh chị. Đó là dòng XH nha. Đó, ở đây có 2 xe và bên đây có 3 xe. Mình qua đây mình quay cho mọi người có thể là xem rõ hơn. XH này nó có bao nhiêu phiên bản anh nhiều ha? XH này hiện tại thì nó phân ra là 4 phiên bản cơ bản như sau. XH 125 thắng CBS và XH 125 thắng ABS. Cái đó là XH 150 thắng CBS và XH 150 thắng ABS. Cũng là phiên bản cao cấp nhất, mắc tiền nhất trong những cái dòng xe XH. Hiện tại thì cái bản thấp tiền nhất mà cùng sở hữu chung với bản đắt tiền nhất luôn, đó là mình so sánh như thế này, từ 125 CBS đến 150 ABS luôn, trên là mình nghĩ là một số tiền rất là nhiều. Nhưng mà nếu anh chị nào mà mình thích dòng XH này có thể sở hữu cái con 125 CBS là mình đã sở hữu một cái dòng xe rất cao cấp rồi, màu mã rất đẹp luôn. Thì đầu tiên nhờ anh nhiều báo cho mọi người biết là 125 thắng CBS giá nó bao nhiêu anh, cụ thể là con này luôn. À, đây là XH 125 thắng CBS phiên bản màu trắng, giá thành của nó hiện tại là 83 triệu chưa bao gồm tiền vệ số. Trời ơi, giá tốt dữ vậy trời. Đi quay thì mình thấy giá này là hơi bị tốt đấy. Các bạn chỉ cần trả trước tầm 20 triệu là bạn thể sở hữu ngay một em XH như thế này. Nghe nhiều nói vậy em mới liên tưởng, em nhớ bây giờ mà anh em mình cơ hội để mà trả thác dễ quá ha. Thì bởi vậy làm gì có được. Lúc trước là mua toàn trăm mấy mà phải gom đủ tiền mặt mới mua đúng được. Rồi. Bây giờ mua trả góp nhiều đa dạng ra nó có nhiều cái sự lựa chọn hơn. Dạ. Anh chị nghĩ sao giờ cầm 20 triệu trả thác vi vu trên đường đã không? Đúng không? Rồi. Bây giờ thì con này 83 triệu, anh chị trả 20 triệu là đã mua được rồi. Cao cấp hơn tí xíu, nó có cái thắng ABS, nó hỗ trợ mình đi đường mưa hay là đôi lúc nhiều cái trường hợp ngoài đường mình xử lý nó nhanh. Nó sẽ bảo vệ cho mình an toàn hơn, không bị bóp phanh mà mình bị té trượt ngã. Thì đó là bản ABS thì giá nó trên là bao nhiêu anh? Nếu như XH 125 mà phiên bản ABS thì hiện tại có mức giá là tầm khoảng là 88 triệu. Thì nó trên là vài triệu để anh chị có thể đưa ra nhiều cái sự lựa chọn hơn. Tính ra em thấy mà 125 ABS rẻ quá nha. Nó trên là nhau 5 triệu. Nếu như mà ABS thì bạn trả trước 25 triệu nhé. Thì mình có thể sở hữu ngay một em XH. Còn nếu 150 mà CBS thì bao nhiêu anh? 150 mà CBS thì hiện tại là có mức giá là tầm khoảng là 100 triệu. Dạ, thì các bạn sẽ dễ lựa chọn hơn giữa 125 và 150. Còn nếu như mà anh chị mà có điều kiện tài chính hơn nữa và sẵn sàng mà lựa cái dòng xe mà cao cấp nhất, đặc biệt nhất của cái dòng XH này thì XH 150 tháng 2 BS thì có mức giá hiện tại là 116 triệu các bạn nhé. 116 triệu, Em nghĩ chắc bên cửa hàng mình rất là may mắn nhận được một lô xe giá quá tốt luôn. Chắc là xe này bây giờ thị trường bán cao lắm anh, không phải giá này đâu. Nhưng mà giá này anh cũng khẳng định với em là có thể xuất hóa đơn khách tự về đa tên được rồi đúng không? Dạ được chứ. Bên em luôn bao luôn các phần mà giấy tờ thủ tục thì khách có hàng có thể tự làm biển số nếu như khách mà có nhu cầu, khách thích tự tự làm. Dạ rồi. Như vậy là giá thắt bên cái hàng quá tốt anh chị ơi. Và đây là có cái chiếc Vario thì mình quay sơ thôi. Còn ở đây chủ yếu của mình đó là cái chiếc thắt nữ, thắt mod. Nó cũng là phiên bản ABS luôn. Nhờ anh báo giá cho mọi người đi anh ha. Đây là XH Mod mẫu dành cho nữ và nó cũng là một trong sản phẩm của anh hiện nay và giá nó tăng mạnh so với trước. Hiện tại có mức giá là tầm 81 triệu chưa bao gồm tiền vệ số các bạn nhé. Và dòng xe này hiện tại các bạn cũng trả tương tự là tầm 20 triệu thì các bạn có thể mua góp được một em XH Mod phiên bản cá tính và thắng đặc biệt ABS. 81 triệu là cho bạn thắng ABS, còn nếu mà thắng CBS anh thì nó sẽ thấp hơn là bao nhiêu nữa? Dạ, nếu như hiện tại nếu mình lấy cái thắng CBS thì nó rẻ hơn 15 triệu các bạn nha. 81 mà mình giảm xuống nó sẽ còn 66 hả ta? Dạ, có 66 hiện tại thắng CBS thì có mức giá tầm 66 triệu nhưng mà rất là hút hàng. Bên em đặt hàng mà hầu như là không có hàng về luôn đấy. Dạ, rồi ok anh. Bên đây em thấy có dòng AB nữa nè, anh em mình qua đây ha. AB 125 nha các bạn anh chị, dòng này phải nói là gọi là một đứa con cưng của Honda luôn á, nên là được người Việt Nam mình yêu chuộng lắm. Chạy là nó bền nè, tiết kiệm xăng so với tay ga nha vậy. Bền, tiết kiệm xăng, mẫu mã thì quá là tuyệt vời.
nên là được lòng anh chị người Việt Nam mình rất là nhiều. À, giá hiện tại của dòng AB này là bao nhiêu đây anh? AB 125 phiên bản tiêu chuẩn thì hiện tại có mức giá là tầm 46 triệu. Và dòng xe này các bạn có thể trả trước từ 3 đến 6 triệu là sở hữu ngay em nói các bạn nha. Dạ rồi. Còn nếu mà bản đặc biệt mà màu đen nhám đó thì là bao nhiêu anh ha? Bản đặc biệt màu đen nhám thì nó trên là tầm 2 triệu. Và đó là một trong những cái sản phẩm mà một số người thích cái sự cá tính mạnh mẽ hay chọn cái màu đen nhám đó. Dạ rồi. Giờ thì nãy giờ anh em mình tham quan ở trong cái cửa hàng. Giờ anh em mình lên phía đầu cửa hàng luôn nha anh chị mình ha. Có rất là nhiều xe ở trên đây. À, ví dụ như thì anh nhờ camera lên trên. Camera sẽ quay cho mọi người tham khảo đó, dòng Viro 125. Phiên bản này là có chức năng dialing top. Hiện tại giá chính xác cửa hàng mình có thể xuất hóa đơn cho các bạn về tự ra tên là bao nhiêu anh? À, Viro 125. Đây là cái màu xin của nó và nó có một cái chế độ đặc biệt là 3 giây tắt máy. Khi mà chạy đến đèn xanh đèn đỏ mình đậu xe quá 3 giây thì máy sẽ tự động tắt. Và hiện tại có mức giá của nó là tầm 54 triệu. 54 triệu nha anh chị mình. Bên em có thể xuất hóa đơn cho anh chị nào có nhu cầu muốn tự làm biển số. Đây là đồng màu đồng giá luôn hay sao anh? Dạ. 54 triệu anh chị các bạn mình ha. Thì cái số tiền trả trước tối thiểu mình của dòng Viro 125 này là bao nhiêu anh? Viro hiện tại các bạn trả trước ít nhất là từ 10 triệu thì các bạn có thể sở hữu ngay được dòng Viro 125. Dạ rồi. Bên đây là 160, lúc nãy là anh bảo là 56 triệu 5 đúng không anh? Thì Viro 150, 160, Viro 160 thì nó có hai phiên bản. Nếu như mà phiên bản CBS thì có cái mức giá là tầm khoảng là 56 triệu 500, và nếu ABS là trên là 10 triệu, tức là 66 triệu 500. Rồi. Con này là 66 triệu 5 và con kế bên là 56 triệu 5 đây. Hai con có đủ cho anh chị mình luôn. Còn nếu anh chị mà muốn màu sơn như thế này thì dàn áo mình cộng thêm là 2 triệu, tại vì nó rất là nhiều mà rất là to nha chị ha. Và cái phần bánh mâm của nó thì mình cộng thêm là 800.000 nữa nha. Có một cái việc nữa em muốn hỏi bên cửa hàng mình á, đôi lúc mình sơn màu như thế này là khách hàng mình nhiều khi họ không tin tưởng anh, không biết là mình có bảo hành bảo đảm gì trên cái sơn này không? Dạ có chứ anh. Mình sơn lên những cái màu mới mình độ thì mình sẽ bảo hành cho khách hàng là ít nhất là 2 năm. 2 năm là trong khoảng thời gian mà sử dụng một cái sản phẩm đó. Ví dụ như có trục trặc gì hay là màu sơn làm sao thì em sẵn sàng bảo hành cho khách trong cái thời gian mà cái chế độ của xe đó. Dạ rồi, ok anh ha. Dạ. Bên đây lúc nãy á, mình quay đầu tiên á, mình không để ý nhiều, mình cứ nghĩ cửa hàng sao có chiếc khuy chờ trắng vậy. Không phải đâu các bạn ơi, một đống ở đây luôn. Và đồng giá thì cũng như anh nhiều chia sẻ lúc nãy là mình 42 đúng không anh? Dạ, hiện tại nếu như khuy chờ bánh mâm thì có giá là 42 triệu. Quá đẹp anh chị các bạn ơi, nó quá đẹp luôn, quá xuất sắc. Dòng này thì bây giờ mình thấy là hồi xưa mà mình nói tới từ hai từ future á thì mình chỉ nghe là các anh các chú các chị lớn tuổi thôi. Bây giờ là future bây giờ thông dụng rồi anh chị à. Người lớn chạy cũng được và người nhỏ chạy cũng rất ok luôn, đặc biệt là những cái màu mà nó đẹp nó như thế này mình thấy là giới trẻ bây giờ chạy rất là nhiều luôn á, dễ lựa chọn, dễ sử dụng. Bây giờ anh em mình lại lên trên đây nha. Lúc nãy là anh nhiều báo cho mình cái giá của đây là một cái màu giới hạn đúng không anh? Đây là phiên bản giới hạn của Exeter 150. Thì lúc nãy anh nhiều báo nó là 47 đúng không? Dạ, nó là 47 triệu. Dạ. Rồi còn ở đây là Winner X V3 thì lúc nãy mình có hỏi nhiều thì nó ở phía trước. Và đây con Winner X V3 này nó là phiên bản thắng thường anh chị nha. Thì em không biết là V3 này thắng thường là bao nhiêu anh? Thắng thường này hiện tại có cái giá là tầm 39 triệu nha các bạn, chưa bao gồm tiền biển số nha. Dạ rồi. Còn đây là cái phiên bản mà thắng này là thắng thường của V2 luôn, nó sẽ là 39 luôn hả anh? 39, nhưng mà nó đặc biệt là màu 3D nha. Màu này sơn lại là màu đỏ đen để cho mình có nhiều cái sự lựa chọn hơn nha. Thì mình phải cộng thêm cái tiền sơn màu. Dạ, tiền sơn mua áo là tầm 2 triệu. Em thắc mắc ở đây là V2 và V3 thì cái bản thắng thường á nó đồng giá luôn hả anh? Dạ, thắng thường đồng giá. Dạ rồi, còn nếu mà ABS có đồng giá không hay là nó cũng có ABS nó đồng giá giống đồng như mẫu V2. V2, V3 đồng giá anh em dễ để cho chọn mình ha. Có nhiều cái sự lựa chọn hơn. Cái một số người thì thích cái mẫu V2, một số người thì thích cái mẫu V3 chẳng hạn. Dạ. Thì anh đồng chị giá. Có thích cái mẫu nào thì cứ chọn theo cái nhu cầu của mình, sở thích của mình. Đồng giá cực kỳ dễ dàng lựa chọn anh chị. Nhiều khi mình hai giá trên lệch, mình thích V2, V3 chiếc hơn chiếc thua này kia, mình so sánh đau đầu lắm. Đồng giá cực kỳ dễ luôn. Và đây là cái dòng Exeter 155. Em nhờ anh nhiều báo lại phiên bản giới hạn đi anh. À, Exeter 155 đây là mẫu phiên bản giới hạn thì hiện tại là có mức giá tầm khoảng 50 triệu chứ bao gồm tiền biển số các bạn nha. Dạ rồi. Đây, mình qua đây có một cái màu rất đẹp. Màu này hay còn gọi là màu kỷ niệm 60 năm. Dạ. Con này thì bao nhiêu anh? Có đắt tiền hơn à, con này là màu xin của nó thì nói chung đây là hàng hiếm. Lâu lâu nó mới về được một hai xe như thế này. Thì nó có cái mức giá là tương tự giống như là phiên bản giới hạn thì có mức giá là tầm 50 triệu chứ bao gồm tiền biển số. Dạ. 50 triệu anh chị mình ha. Anh em nói vui với nhau là tìm không thấy mà không có đó. Dòng này rất là hiếm luôn. Nhiều cái giới hạn nhưng mà thật chất mình kiếm rất là nhiều. Màu này thì rất là ít nên là các bạn anh chị nào thích thì nhấc máy lên alo gấp về cửa hàng anh chị mình ha. Rồi.
camera sẽ quay tất cả những cái màu ở đây cho anh em mình tham khảo nha. Đó, giá cả nãy giờ anh em mình đã báo rồi. Đó, mình quay trên đây. Còn cái bản này gọi là bản đặc biệt đúng không anh? Dạ, đây là cái phiên bản đặc biệt của Exciter 155 khóa Smart Key. Và hiện tại đây là cái mẫu mới về được 1-2 xe. Nó cũng tương tự giống như cái mẫu mà Exciter 155 phiên bản giới hạn. Tuy nhiên nó chỉ có chênh lệch 500 thôi các bạn, 50.500 nha. Dạ. Thật chất Yamaha có rất là nhiều phiên bản, rất là nhiều màu cho anh em lựa chọn. Đó là cũng chỉ là cái dạng bên ngoài thôi, còn tất cả mọi thứ chi tiết thì máy móc hay là trang bị mọi thứ thì nó y như nhau hết. Anh em mình thích cái nào thì mình chơi cái đó thôi anh em nha. Còn giờ thì mình lên phía trước, cũng là quen thuộc những dòng Veo 160 thôi. Giờ nhờ camera quay nhanh một vòng cho mọi người tham khảo rồi anh em mình qua đây nha. Nãy giờ thì anh em mình cũng đã quay hết về những cái dòng xe bên cửa hàng và giá cả để cho anh chị các bạn cô chú mình tham khảo rồi. Thì bây giờ chắc là anh em mình cũng đang đứng ở cái mặt tiền cửa hàng, nên là trước khi kết thúc video em sẽ nhờ anh nhiều chia sẻ lại giùm em cái địa chỉ, cái hướng đi của mình ở đây như thế nào để mọi người nắm rõ hơn đó anh. Hiện tại thì mình đang tọa lạc tại xe máy Thống Thịnh 3, địa chỉ là tổ 4 khu phố 8, phường Nguyên Hưng, thị xã Tân Nguyên, Bình Dương, cách cư xá Hưng Lợi 2 300m. Nếu như mà theo cái hướng phía tay mình chỉ ở đây là hướng đi lên chợ Hội Nghĩa. Còn nếu như theo đi hướng ngược lại đi xuống ở dưới này là tới vòng xoay Kim Hằng các bạn nhé. Thì trong quá trình mà các bạn đến càng mua xe thì các bạn sẽ được hỗ trợ cái chi phí xăng xe đi lại là từ 500 đến 1.000.000 đồng. Và tặng combo quà tặng là 8 món quà theo xe. Song song đó là có tặng luôn thùng bia để về cho các bạn rửa xe ngay sau khi các bạn gáp mua xe mới. Và số điện thoại các bạn có thể liên hệ hỗ trợ tư vấn trực tiếp cho các bạn là 0382 616161. Dạ rồi. Thì trong quá trình quay anh em mình mà còn thiếu một cái chi tiết nào đó anh chị mình chưa nắm rõ hơn thì hãy mạnh dạn anh chị nha, kết bạn gọi về cửa hàng để cửa hàng sẽ giải đáp cho mình anh chị nha. Hoặc có thể có những cái dòng xe nào đó mà anh em đang mong muốn mua mà trong video này không thấy thì mọi người cũng hãy mạnh dạn kết bạn gọi về cửa hàng, thì cửa hàng sẽ báo giá cho mình rồi sẽ có những cái con xe đó cho mọi người tham khảo anh chị nha. Rồi thì video hôm nay anh em cũng đã hợp tác rồi báo giá cho anh chị các bạn hết rồi. Thì em không biết là trước khi anh em mình bấm máy tạm dừng video hôm nay, anh còn những cái chi tiết nào hay là cái phần nào để mà chia sẻ với mọi người đúng không anh? Mình có nhắc lại mọi người đi mua xe cần giấy tờ rồi như thế nào không? Khi các bạn đi mua xe thì các bạn nhớ mang theo là chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân mới làm gần đây có gắn chip. Còn những anh chị nào có bằng lái thì nên mang theo càng tốt để cái hồ sơ mình dễ duyệt dễ đầu hơn. Thì còn trong trường hợp mà làm bị số, ví dụ như là ở miền Trung, miền Bắc hay miền Nam gì đó, anh chị giữa cái địa chỉ trên cái chứng minh và trên cái hộ khẩu nó không trùng khớp với nhau, thì anh chị vui lòng mang theo cái hộ khẩu để tụi em đối chiếu mà xuất hóa đơn cho phù hợp để đúng như theo cái địa chỉ mà mình đang cư ngụ. Đây là điều lưu ý. Còn trong trường hợp mà cái thời gian mà anh chị đến sớm làm hồ sơ đó, các bạn đi sớm để mình có thể nhập được thông tin và mình có thể nhận xe sớm về trong một ngày. Tránh trường hợp là mình đến ngay cái giờ cao điểm thì mình lại đợi lâu, tại vì có nhiều người đến cùng một lúc thì cái hồ sơ nó sẽ kẹt. Bạn có thể đến vào lúc 7 giờ sáng thì bên em cửa hàng đã bắt đầu làm việc rồi. Và hồ sơ bạn có thể nhận về là sau 15 phút xét duyệt thành công. Dạ rồi, ok anh ha. Rồi đó là tất cả những cái chi tiết bên cái hàng xe máy Thắng Phúc Thịnh 3 anh em mình đã chia sẻ cho mọi người hết rồi. Còn bây giờ thì chắc là anh em mình xin phép tạm dừng video anh ha. Rồi cảm ơn anh chị các bạn rất là nhiều đã theo dõi tiếp nha. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại nha. Rồi xin chào anh chị các bạn, hẹn gặp lại video sau. We'll be right back.